Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. In the video today, we will learn some cooking verbs, động từ trong nấu ăn, luộc, luộc, đun or đun sôi, đun sôi. For example, luộc rau, luộc thịt, đun sôi nước, đun sôi nước, nướng, nướng, hấp, hấp, hầm, hầm, kho, kho, ninh, ninh, rán, rán, or chiên, chiên, quay, quay, xào, xào, bào sợi, bào sợi, ép, ép, gọt vỏ, gọt vỏ, bóc vỏ, bóc vỏ. For example, bóc vỏ cam, gọt vỏ táo, khuấy, khuấy, đảo, đảo, làm ráo nước, lọc xương, lọc xương, thái nhỏ, thái nhỏ, or băm nhỏ, băm nhỏ, thái lát, thái lát, phết, phết, nghiền, nghiền, nhồi bột, nhồi bột, or nhào bột, nhào bột, ngâm, ngâm, nhúng, nhúng, nêm gia vị, nêm gia vị, nếm, nếm, giã đông, giã đông, trộn, trộn, thêm vào, thêm vào, ướp, ướp, or tẩm ướp, tẩm ướp, xay, xay, vắt, vắt. Thank you for watching my video and see you next time. Bye bye.